Minh Kim hôm nay xin chào cả nhà luôn nha. Như hôm bữa em đã quay một cái video em cận cảnh em cách cây tam bảo sắc và quế tháng 8 tại vườn ở cả nhà. Thì hôm nay em đã cách về nhà rồi đây mọi người. Hôm nay em đóng hàng cho khách. Khách hôm nay đóng chốt một lần là 50 ngọn này, cứ mỗi đơn 50 ngọn, mỗi loại hoa lan quế 50 ngọn, tam bảo sắc 50 ngọn luôn. Thì nếu hôm nay em chia sẻ cho mọi người, anh chị chốt một đơn từ là 10 ngọn là em gửi nha. Hôm nay em cách là tam bảo sắc này, cuối tháng 8. Hàng này thuần hết rồi, anh chị thấy cái rễ nó rất là khỏe, tán rất là dài. Nên anh chị về cứ cho vào chậu là sống nha, cho vào chậu là thuần như em vậy nè. Đấy. Đây là hàng quý giống nha mọi người. Hôm nay em có 3 mặt hàng để chia sẻ cho anh chị em nhà mình nha. Thì em lần lượt đi sơ vào một số cái đơn hàng đầu tiên trước nha. Đây là tam bảo sắc nha mọi người. Hoa màu vàng như giống như trên màn hình này mọi người. Đây lại dở lên cho em, ngọn nào cũng giống như ngọn nào nha mọi người. Trong một đơn tất nhiên là em sẽ chọn những ngọn nó xuất sắc và có thể là lớn nhỏ nó cân đối cho mọi anh chị em mình sưu tầm nha. Ví dụ có lớn sẽ có nhỏ, ví dụ có 8 điểm sẽ có 10 điểm, như vậy nên anh chị mình yên tâm chốt đơn thì cứ để lại cho em số điện thoại hoặc là cho em xin địa chỉ luôn, không cần phải chụp hình nha mọi người. Ngọn nào nó giống nhau vậy á. Đây là quế tam bảo sắc nha, khi anh chị nhận hàng thì coi nó sẽ giống như hình á. Đấy, cái hàng này là hàng rừng cho nên là nó không phải là nó 100% giống nhau hết, nó tương giống nhau vậy. Đây là cuối tháng 8 anh chị, riêng hai mặt hàng này bên em làm rất là lâu năm rồi cho nên là nó khó nhầm lẫn lắm nha mọi người. Ngọn nó giống như nhau ạ. Qua người ta bảo xét thì là 20.000 đồng một ngọn nha mọi người nha, còn cuối tháng 8 nhà em thì là 30.000 đồng một ngọn. Đó, hoa thì em cũng để trên màn hình này mọi người. Cuối tháng 8 đây, cuối tháng 8 chỉ có một loại quế tránh tháng 8 nó mới nữa vào tháng 8 thôi nha mọi người nha, chứ không có quế tháng 4 đâu cả nhà. Quế tháng 4 là quế tím đấy, còn đây là quế tháng 8, quế tránh tháng 8 nha cả nhà nha. Đây là quế giống, đây là quế tránh tháng 8 nhưng mà hàng giống. Khi đã nói đến quế tránh là chỉ có một cái loại nữa vào tháng 8 thôi, không có quế tháng 4 màu tránh đâu cả nhà. Anh chị mua hàng bên em thì hoàn toàn yên tâm, loại gì em cũng phân ra loại đó. Đây là hàng giống 15.000 một cây bên em nha mọi người nha. Coi thì cụ thể nó như thế này ạ. Quế tránh tháng 8 hàng giống. Còn đây là quế tháng 8 hàng lớn nha. Hàng giống là 15.000 đồng một cây. Này hàng lớn, hàng quế hàng lớn là 30.000 đồng một cây. Và tam bảo sắc là 20.000 đồng một cây nha mọi người. Hàng bên em đã thuần hết rồi nè. Anh chị chỉ về chỉ việc là mình cho vào chậu giống như bên em vậy nè, anh chị có thể trồng 4-5 cây một chậu như đây. Hoặc là anh chị có thể trồng một cây một chậu như đây. Là anh chị đó, giá trị nó sẽ nâng lên rất là nhiều, vì nhà vườn em rất là nhiều cho nên là hôm nay em phải chia sẻ bớt cho mọi người. Đấy, coi như vậy nha. Hàng giống là 15k một cây quế tháng 8 hàng rừng nha mọi người. Hàng bên em tất cả là hàng rừng luôn ạ. Quế tháng 8 hàng trưởng thành sẽ có hoa trong vụ tới là giá là 30.000 một cây. Như thế này hết nha mọi người, tương như này thôi, không cần phải chụp hình nha mọi người nha. Chốt đơn là em gửi luôn. Đặc biệt bên em là được kiểm tra hàng nha. Rồi anh chị ok giống như hình mới nhận. Đây, tam bảo sắc như thế này là giá là 20.000 đồng một ngọn, hoa màu vàng như trong màn hình. Quế tháng 8 thì hoa màu trắng. Bên em có 3 loại như vậy, anh chị nào chốt bao nhiêu đơn thì cứ để lại em cho thoại và địa chỉ ạ. Rồi anh chị cứ theo dõi bên em và theo dõi trang fanpage này nha. Rồi em chia sẻ tất cả những dòng hàng khác, nhà em có rất là nhiều loại luôn ạ. Rồi cảm ơn anh chị đã xem hết video ạ.